virus corona đột biến, lây nhiễm gấp 10 lần. Vậy có phải nguy cơ vaccine sẽ vô tác dụng? Bác sĩ Nuhisam Abdullah, một quan chức Bộ Y tế Malaysia, ngày 16 tháng 8 đã kêu gọi cộng đồng dân cư nước này nên cẩn thận hơn sau khi bộ phát hiện ra đột biến D614G của virus corona, hay còn gọi là virus Vũ Hán, gây ra đại dịch COVID-19. Trên Facebook cá nhân, bác sĩ Nuhisam cho biết, đột biến này khiến virus dễ lây nhiễm gấp 10 lần cho những người khác và dễ lan truyền hơn bởi các cá nhân siêu lây nhiễm. Nhiều kênh truyền thông khác cũng báo cáo về sự việc này. Các chuyên gia của Viện Nghiên cứu Y khoa Malaysia đã phát hiện ra đột biến D614G khi tiến hành phân lập và thử nghiệm nuôi cấy virus lấy từ 3 bệnh nhân tại cụm dịch Sivan Ganka và một trường hợp tại cụm dịch Ulutiram của nước này. Chuyên gia bệnh truyền nhiễm, ông Paul Tampia, cố vấn cấp cao của Đại học Quốc gia Singapore cho biết đột biến D614G cũng được tìm thấy ở Singapore và châu Âu. Vậy, đột biến D614G là gì và nó nguy hiểm như thế nào? Đột biến D614G, tức là virus corona, bằng cách nào đó đã thay đổi axit amin ở vị trí 614 trong chuỗi protein của nó. Cụ thể là từ aspartate thành glycine G trên protein gai nhọn, vốn được virus dùng để bám vào tế bào người và xâm nhập vào bên trong. Nhiều chuyên gia khác cho rằng, đột biến gai nhọn khiến virus corona lây lan nhanh hơn, nhưng dường như tỷ lệ tử vong thấp hơn. Như vừa thông tin ở trên chúng ta đã biết, bác sĩ Nuhisam của Malaysia đã nhận định virus đột biến có khả năng lây nhiễm gấp 10 lần thông thường. Tại Việt Nam, chủng virus corona thu được từ vùng dịch Đà Nẵng cũng là chủng đột biến, dẫn tới tình trạng lây nhiễm trong gia đình và lây nhiễm chéo cao. Theo bác sĩ Nuhisam, việc thừa nhận phát hiện này gây khó khăn cho công tác nghiên cứu vaccine của Malaysia, khiến cho thử nghiệm hiện tại không thể hoàn thành vì hướng thử nghiệm không hiệu quả đối với đột biến D614G. Tuy nhiên, một số chuyên gia khác cho rằng điều này không ảnh hưởng đến các vaccine. Nhưng vấn đề khiến các nhà khoa học lo lắng hơn cả là nồng độ kháng thể ở những người đã từng nhiễm virus corona giảm nhanh chóng trong vài tuần. Ở đa số các trường hợp, nồng độ kháng thể bắt đầu giảm sau khi xuất hiện triệu chứng khoảng 1 tháng, thậm chí giảm đến mức không thể phát hiện được nữa. Điều này có nghĩa là loại vaccine xịn nhất cũng không thể mang lại cho bạn hiệu quả lâu dài. Và phải chăng đây cũng chính là nguyên nhân xuất hiện các ca tái nhiễm sau một vài tháng phục hồi? Trong lúc chờ đợi câu trả lời, thì biện pháp đối phó với viêm phổi Vũ Hán một cách hữu hiệu nhất ở thời điểm hiện tại vẫn là chú ý dinh dưỡng và luyện tập để tăng cường sức khỏe cho toàn cơ thể, kết hợp với đeo khẩu trang, rửa tay đúng cách và giữ khoảng cách để phòng lây nhiễm. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và cập nhật thông tin từ Khỏe Tự Nhiên. Chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị thêm nhiều thông tin hữu ích. Quý vị hãy chia sẻ video và đăng ký kênh để theo dõi các video của Khỏe Tự Nhiên nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở video tiếp theo.